Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube và Facebook của Hùng Huyền Đông Anh. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc đầu băng cối Akai GX270DSS. Đây là chiếc đầu Akai đẹp xuất sắc. Đầu Akai 270 cho chất âm hay, hình thức đẹp. Đầu này là một trong những model đầu được người dùng ưa chuộng và tìm mua rất nhiều. Đầu Akai GX270DSS đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 12.500.000 đồng. Quý vị và các bạn yêu thích đầu Akai, xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477 hoặc 0243 991 8080. Tôi đang test nhạc chiếc đầu Akai GX270DSS cùng với chiếc âm ni của hãng Sansui có model 7070. Đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi. Chiếc âm ni Sansui 7070 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 19.500.000 đồng. Lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn chàng dây trắng gói đến tâm tư. Đường xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khóe mắt xanh tìm đâu từ bao lâu cách xa. Đừng cho nhạt hai má hồng, đừng nhìn mây tím những lúc trăng mông, đừng cho tình thắm thành già băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng đẹp nhất trần gian. Đêm đêm nơi miền tuyết đầu, vòng tay ôm sưng ngỡ rằng người yêu, họa châu vụt sáng không gian, kết nên hoa tình bằng ý chờ mong. Đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi, vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm đi. Nghìn năm một bóng hình khó quên, hẹn nhau đất nước
cùng chung xây đắp.